Xin được chào mừng quý khán giả đã đến với kênh YouTube của Vân Vlog. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm 18 tháng 6 nói rằng chính phủ Mỹ duy trì lựa chọn phân ly kinh tế hoàn toàn với Trung Quốc. Ông Trump đưa ra phát biểu này sau khi đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong cuộc điều trần tại Hạ viện trước đó một ngày đã nói rằng hiện nay phân ly kinh tế với Trung Quốc là chính sách không hợp lý. Đề cập tới phát biểu về Trung Quốc của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong cuộc điều trần tại Ủy ban Thuế vụ Hạ viện hôm thứ Tư 17 tháng 6, Tổng thống Trump viết trên Twitter, đó không phải là lỗi của đại sứ Lighthizer hôm qua tại Ủy ban, mà có lẽ do tôi đã không làm rõ vấn đề, nhưng nước Mỹ chắc chắn vẫn duy trì một lựa chọn chính sách theo các điều kiện khác nhau về việc phân ly kinh tế hoàn toàn với Trung Quốc. Xin cảm ơn. Trong cuộc điều trần tại Hạ viện hôm 17 tháng 6, ông Lighthizer đã nói, liệu tôi nghĩ rằng quý vị có thể ngồi đây và phân ly kinh tế Mỹ với kinh tế Trung Quốc bây giờ ư? Đó đã là một lựa chọn chính sách từ vài năm trước, nhưng tôi không nghĩ nó là một chính sách hay một chính sách hợp lý vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ nhìn thấy các chuỗi cung ứng hồi hương là do kết quả của chính sách Mỹ. Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ thời gian qua đã rất nặng lời chỉ trích Bắc Kinh về việc họ che giấu đại dịch virus corona. Trong tháng 5, ông Trump đã nói rằng Mỹ có thể cắt hoàn toàn mối quan hệ với Trung Quốc. Chính quyền Trump cũng được cho là đang đẩy nhanh các kế hoạch thu hút các công ty chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sau khi đại dịch COVID-19 đã phơi bày sự nguy hiểm của chuỗi cung ứng phụ thuộc vào Bắc Kinh. Cũng trong ngày 17 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã họp với nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc Dương Khiết Chỉ hơn 6 tiếng tại Hawaii. Một ngày sau cuộc gặp, ông Pompeo viết trên Twitter rằng ông Dương đã tái cam kết hoàn thành và tôn trọng tất cả các nghĩa vụ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuyên bố của Tổng thống Trump cũng đến vào thời điểm cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton chuẩn bị cho xuất bản cuốn hồi ký cá nhân, trong đó đưa nhiều thông tin không tích cực về ông chủ tòa Bạch Ốc đương nhiệm. Wall Street Journal hôm 17 tháng 6 đã công bố trích đoạn cuốn sách dài 592 trang của ông Bolton có tựa Căn phòng nơi mọi chuyện xảy ra, ký sự tòa Bạch Ốc. Trong đó đề cập tới các cuộc đối thoại của Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đặc biệt, ông Bolton tiết lộ về một cuộc họp kín giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Trung bên lề hội nghị G20 tại Osaka, Nhật Bản hồi tháng 6 năm 2019. Trong đó, ông Trump tán thành việc chế độ Trung Quốc xây trại tập trung tại Tân Cương và ngỏ ý nhờ ông Tập Cận Bình hỗ trợ cho cuộc đua tái tranh cử vào tháng 11 năm 2020. Trong cuộc điều trần tại Hạ viện, đại diện thương mại Mỹ ông Lighthizer đã bác bỏ những tuyên bố của ông Bolton rằng Tổng thống Trump đã nhờ Chủ tịch Trung Quốc giúp đỡ chiến thắng trong cuộc đua tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tuyệt đối không đúng sự thật, chưa bao giờ xảy ra, tôi đã ở đó, tôi không nhớ gì về những thứ xảy ra, tôi không tin đó là sự thật, tôi không tin điều đó đã từng xảy ra, ông Lighthizer nói. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Fox News hôm 17 tháng 6, Tổng thống Trump nói rằng ông Bolton đang phá vỡ luật pháp bằng việc rò rỉ thông tin mật về Tổng thống trong cuốn hồi ký sắp xuất bản. Ông ta đã phá vỡ luật pháp. Ông ta là kẻ hết thời, Tổng thống Trump nói. Tôi đã cho ông ta cơ hội, nhưng ông ta đã không được Thượng viện xác nhận. Vì vậy, tôi đã đặt ông ta vào vị trí mà không cần Thượng viện chuẩn thuận. Tôi để ông ta vào vị trí đó để xem ông ta làm việc thế nào. Tôi đã rất không hào hứng với công việc của ông ta. Tổng thống Trump cũng đã bác bỏ cáo buộc của ông Bolton, cho rằng ông đang cố làm thân với các nhà độc tài thế giới tại Trung Quốc và Nga để giành lợi thế cá nhân. Không ai từng cứng rắn với Nga và Trung Quốc như tôi, Tổng thống Trump nói. Kính thưa quý vị, quay lại bản tin ngày 17 tháng 6. Theo các nhà phân tích, việc gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa các đòn trừng phạt sau khi Bắc Kinh quyết định áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông có thể đánh dấu bước khởi đầu của quá trình cắt đứt con đường tiếp cận tới đồng đô la Mỹ của Trung Quốc. Trong khi thông tin chi tiết về các biện pháp từ Mỹ còn chưa rõ ràng, phần lớn các nhà phân tích không tin rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với các thể chế tài chính Trung Quốc và ngay lập tức gạt họ ra khỏi hệ thống thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Thêm vào đó, việc tránh một cuộc chiến tài chính toàn diện với Trung Quốc trên vấn đề Hồng Kông có thể duy trì thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, điều mà đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer đã bày tỏ ủng hộ hồi tuần trước.
Tuy vậy, vẫn có khả năng chính quyền Tổng thống Trump sẽ gia tăng các lệnh cấm, làm suy yếu các quan hệ thương mại và tài chính với Trung Quốc, dần dần bóp nghẹt nguồn cung đồng đô la Mỹ ở Trung Quốc. Một bước đi khả thi mà Washington có thể thực hiện là việc trừng phạt các cá nhân ở Trung Quốc và Hồng Kông bị cáo buộc vi phạm quyền con người, theo đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông được thông qua tại Mỹ năm ngoái. Michael Avery, nhà chiến lược cao cấp khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Rabobank, nói nếu điều này xảy ra, câu hỏi cơ bản được đặt ra là liệu các ngân hàng lớn Trung Quốc đang giao dịch với các cá nhân đó có bị coi là đối tượng của lệnh trừng phạt tương tự hay không? Tùy thuộc vào bản chất chính xác của các lệnh trừng phạt, điều này có thể buộc các thể chế tài chính quốc tế khác hạn chế hay thậm chí cắt đứt quan hệ của họ với các ngân hàng Trung Quốc, cắt rời họ khỏi phần lớn thị trường đô la Mỹ toàn cầu. Hoặc Trung Quốc phải bảo đảm giữ cho đồng đô la lưu thông hoặc thế giới đô la toàn cầu sẽ loại Trung Quốc ra, giống như việc đặt một bức màn che quanh đất nước. Avery nói, thuật ngữ bức màn che là cách nói mô phỏng thuật ngữ bức màn sắt, Iron Curtain, thời chiến tranh lạnh để miêu tả tình trạng tách biệt của thế giới tư bản tự do và các quốc gia cộng sản Đông Âu và Liên bang Xô Viết. Những đe dọa trừng phạt từ Mỹ đối với luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã khiến quan ngại về việc Trung Quốc có thể thiếu hụt đô la Mỹ ngày một gia tăng, nhất là khi đồng tiền này hiện vẫn là lựa chọn chính của thương mại, đầu tư và thanh toán quốc tế. Thêm vào đó, đại dịch virus corona đã tạo ra nhu cầu cấp thiết đối với đồng đô la Mỹ tại Trung Quốc để chi trả cho khối lượng nhập khẩu khổng lồ hay thanh toán những khoản nợ lớn do sự sụt giảm nhanh chóng của nguồn thu ngoại tệ qua xuất khẩu, du lịch và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Kết quả là Trung Quốc đã ghi nhận số dư tài khoản vãng lai âm trong quý đầu tiên năm 2020. Đây là lần thâm hụt đầu tiên kể từ năm 2018 khi Washington và Bắc Kinh bắt đầu cuộc chiến tranh thương mại. Trong thập kỷ trước, phần lớn thời gian tài khoản vãng lai của Trung Quốc đều có số dư lớn, nhưng nước này đã bị thâm hụt 29,7 tỷ đô la Mỹ trong quý đầu tiên năm 2020. Rớt xuống từ khoản thặng dư 40,5 tỷ đô la cuối năm 2019, khiến Trung Quốc thành người xuất khẩu ròng đô la Mỹ. Tình trạng thiếu hụt đô la Mỹ của Trung Quốc có thể còn xấu hơn nữa khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn tiến triển, khiến nhiều nhà quan sát dự đoán cán cân thương mại của Trung Quốc đang dịch chuyển tới gần bằng không trong trung hạn. Vì thế thương mại của Trung Quốc còn có thể tệ hại hơn nếu các chính quyền Mỹ, Nhật và EU thành công trong việc lôi kéo các công ty sản xuất ra khỏi Trung Quốc và đưa việc sản xuất hàng hóa trở lại đất nước họ sau những đứt gãy trong chuỗi cung ứng do virus corona. Trong tháng 5, Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 62,93 tỷ đô la Mỹ, phần lớn do nhập khẩu sụt giảm mạnh vì nhu cầu nội địa yếu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo điều này sẽ không kéo dài do tình hình xuất khẩu trở nên xấu đi khi đơn hàng từ Mỹ và châu Âu giảm mạnh vì dịch virus corona. Để giảm nhẹ phần nào sức ép từ vấn đề thiếu hụt đô la Mỹ, Bắc Kinh đang bám lấy những hy vọng rằng cải cách tài chính trong nước sẽ thúc đẩy dòng đầu tư vào các thị trường vốn, đặc biệt thông qua các chương trình kết nối thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuần trước, ngân hàng Credit Suisse đã nắm quyền kiểm soát liên doanh chứng khoán Trung Quốc. Credit Suisse Founder Securities trở thành ngân hàng nước ngoài mới nhất tận dụng lợi thế của việc nới lỏng các quy tắc chủ sở hữu nước ngoài của Bắc Kinh. Ngân hàng này liên kết với các ngân hàng Mỹ JP Morgan, Goldman Sachs và Morgan Stanley cũng như HSBC của Hồng Kông, UBS của Thụy Sĩ và Nomura của Nhật Bản, trở thành cổ đông nước ngoài chiếm đa số của các công ty chứng khoán đặt tại Trung Quốc. Daniel Tabers, người sáng lập hãng nghiên cứu ngân hàng châu Á Tabers Report, nói những cơ hội từ thị trường khổng lồ và tiềm năng của Trung Quốc có thể tiếp tục lôi kéo vốn từ các thể chế tài chính nước ngoài lớn đến kinh doanh ở Hồng Kông và Trung Quốc, bất chấp bầu không khí chính trị không ổn định. Chính phủ Mỹ có thể đưa ra một vài luận điểm về đạo đức, nhưng nếu đó là một giao dịch lớn, các ngân hàng đầu tư phố Wall sẽ không từ bỏ giao dịch này, ông Tabers nói. Năm ngoái, các ngân hàng Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong một vài vụ niêm yết lớn nhất ở Hồng Kông, giúp cho nhiều công ty Trung Quốc huy động vốn nước ngoài. Các ngân hàng Mỹ đóng góp 19% phí ngân hàng đầu tư ở Hồng Kông năm 2019, tương đương khoảng 309,8 triệu đô la, theo số liệu do Refinity cung cấp. Tuy nhiên, Mỹ đã bắt đầu tăng cường chú ý đến những dòng tiền như vậy chảy vào Trung Quốc
Vào cuối tháng 5, để bảo vệ nhà đầu tư Mỹ, ông Trump đã chỉ thị một nhóm giúp việc cho Tổng thống, bao gồm các nhà điều hành tài chính hàng đầu nghiên cứu những hành vi khác biệt của các công ty Trung Quốc niêm yết trên các thị trường Mỹ, đặc biệt lưu ý tới việc không tuân thủ những yêu cầu kiểm toán đối với các công ty niêm yết. Trước đó, ông Trump đã cấm quỹ hưu trí chính của chính phủ đầu tư vào thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Một nguồn đô la Mỹ khác cho Trung Quốc đến từ tiền của các công ty Trung Quốc huy động được tại Mỹ. Tổng cộng, các công ty Trung Quốc đã huy động trên 1.000 tỷ đô la bằng cách niêm yết cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, một đạo luật được Thượng viện Mỹ thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng đã yêu cầu các công ty Trung Quốc phải tuân thủ yêu cầu kiểm toán của Mỹ, cũng như tiết lộ cổ phần chính phủ trong các công ty của họ và các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nắm vị trí quản lý. Điều có thể dẫn đến việc hủy niêm yết của các công ty Trung Quốc không tuân thủ, đồng thời ngăn chặn các công ty Trung Quốc khác chạy theo việc phát hành cổ phiếu lần đầu tại Mỹ. Nhìn bề ngoài, Trung Quốc dường như là nước cuối cùng trên thế giới phải lo lắng về việc thiếu đô la Mỹ, khi hơn một nửa trong dự trữ ngoại hối trị giá 3,1 nghìn tỷ đô la Mỹ của họ, lớn nhất thế giới, được cho là cất giữ trong các tài sản định giá bằng đô la Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng dự trữ ngoại tệ khổng lồ không phản ánh được những căng thẳng tiềm ẩn của nền kinh tế. Dự trữ được duy trì chỉ vì các nhà chức trách kiểm soát kiều hối thông qua các biện pháp kiểm soát vốn hà khắc đối với công dân của họ, và điều này không hỗ trợ Trung Quốc hội nhập vào thị trường toàn cầu hóa do đồng đô la Mỹ thống trị, Avery nói. Những tài sản dự trữ của Bắc Kinh không thể biến thành tiền mặt trong trường hợp xảy ra một cú sốc tài chính lớn, cũng không có thể rút ra một lượng lớn để trả nợ nước ngoài mà không làm tổn thương niềm tin thị trường. Ông Kevin Lai, nhà tài chính hàng đầu tại thị trường Daiwa Capital Markets, cho hay, tổng số 9,38 tỷ đô la Mỹ các khoản vay và nợ do các thực thể Trung Quốc phát hành sẽ đến hạn trong tháng 6 và 10,66 tỷ đô la trong tháng 7. Theo Refinitiv, ông Kevin Lai đã đặt câu hỏi, Trung Quốc có thể thực sự duy trì nền kinh tế của họ bao lâu, trong khi thiếu hụt đô la với việc cắt giảm nhập khẩu và dựa vào tự lực của bản thân. Chúng ta hãy cùng chờ xem tình hình diễn biến thế nào nhé. Xin chân thành cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin được hẹn gặp lại ở những video cập nhật sớm nhất.